Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Phương Jenny nha. Lâu lắm rồi không có video mới cho mọi người xem. Hôm nay toàn đăng lại mấy cái video cũ không à. Hôm nay sẵn ở nhà rảnh rỗi, với lại có mấy cái chuồng nuôi cua gáy bữa trước dư á, bỏ không. Nên hôm nay sẵn là mà đem ra set up cái chuồng bọ rồi sẵn quay video cho mọi người cùng xem luôn. Có gì à, cái đồ ở nhà có mình tận dụng á, có gì mà ra làm cái chuồng hơi xấu thì mọi người thông cảm nha, đừng có chê đừng có cười nha. Với lại lúc quay video á nó hơi lâu nên lúc làm nó hơi lâu nên mình sẽ quay video tua nhanh, nên mọi người có gì thắc mắc á thì inbox ở dưới rồi Phương sẽ trả lời cho mọi người. Inbox bình luận ở dưới, comment ở dưới hoặc là inbox cho Phương, Phương sẽ giải đáp cho mọi người nhé. Mọi người xem có gì không hiểu thì cứ inbox cho mình. Với lại mọi người xem video thì nhớ để lại ấn nút đăng ký và nút theo dõi nha, nút like và nút đăng ký nha mọi người, để ủng hộ kênh của Phương nha. Khi nào kênh được 2.000 sub á thì Phương sẽ tổ chức một cái game nữa cho mọi người chơi, game nữa cho mọi người trúng thưởng, chơi game trúng thưởng cho mọi người nhé. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Rồi khi set up một cái chuồng, Phương có chuẩn bị sẵn những thứ sau đây: đèn led và ốc vít rồi thôi, không có gì hết. Mấy mét đèn led, ốc vít. Còn cái chuồng thì cái chuồng bữa trước mình nuôi chim cu á, nuôi chim cu gáy á, giờ cho hết chim cu gáy rồi, giải tán chim cu gáy rồi, nên là mình lấy những cái chuồng này lại, mình set up cái chuồng bọ. Còn mấy miếng này là mấy miếng lót trên trần nhà đó mọi người, mấy miếng nhựa lót trên trần nhà đó. Phương mua 1 mét. Vì Phương cắt ra như vậy đây. Rồi làm. Không có gì hết. Rất là đơn giản. Đây, mấy miếng nhựa này đây. Phương tự cắt ra tự làm hết. Đây, ba cái chuồng này. Giờ Phương sẽ set up một cái chuồng bọ. Rồi hướng dẫn cho mọi người cùng làm.
là cái chuồng vậy là tạm thời xong rồi mọi người ạ. Hết ra xong được xong cái khung được 70% rồi. Giờ bắt đầu cắt cái này ra làm cái chân. Làm cái đế để khay lên hướng phân. Đo khung cái chân xong rồi cắt nên để lên hướng phân. Đây
Đây là thành quả đây mọi người. Thành quả của Phương mấy ngày qua của Phương. Giờ bỏ mấy con bọ vô nha. Đây. Chuồng này chứa được 30 em á. Đây là thành quả. Những em này là những em thích đi Cali. Rồi, Phương xin chào tất cả mọi người nha. Nếu mọi người thích kênh của Phương thì xin Phương xin một nút đăng ký, một nút chia sẻ, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha mọi người, để Phương có động lực ra nhiều video cho mọi người hơn, xem hơn. Xin chào tất cả mọi người. Đây. Mọi người nuôi chơi thì có thể trang trí thêm. Phương nuôi trại nên Phương để cho không gian rộng rãi như vậy cho các bé đi chạy cho thoải mái.